Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ tư ngày 28 tây tháng 6 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây: gây cẩn quá, coi bộ chú Buri đã bị vuốt ra ngoài tầm tay rồi quý vị ơi. Thủ lĩnh Warner chính thức đã đến cái nơi này, vì sao, tại sao? Nội dung thứ hai, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lên tiếng cái vụ đảo chính ở Nga là hai chấm, một chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Và nội dung thứ ba liên quan tới chuyện gì sắp sửa xảy ra, ồ ạt lính NATO đã áp sát và bao dây chung quanh biên giới Nga. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, giúp và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị ơi, quý vị à, một bên thì đổ thừa, một bên thì khẳng định là không có làm. Vậy thì chúng ta tin ai đây? Hiện tại bây giờ bên phía Nga, chú Buri đang mở ra một cái cuộc điều tra rầm rộ, coi coi là cái cuộc đảo chính chớp nhoáng nhanh gọn lẹ trong nước Nga đó có phải do Mỹ NATO bỏ tiền ra để xúi dục, để kích động dân dân và dân dân. Ok, còn bên phía Mỹ và NATO nói là no, tụi tôi không biết gì cả, tụi tôi không có dính dáng vào cái vụ này, đó là cái nội bộ của mấy du tranh giành quyền lực với nhau, rồi mấy du quánh lộn với nhau chứ ngoài ra tụi tôi không có xíu vào. Một bên á, thì Tổng thống Mỹ khẳng định là không có, đồng minh cũng không có xíu vào. Một bên thì ông chú Buri nói là Mỹ làm. Quý vị bình luận bên dưới để chia sẻ ý kiến của quý vị, coi coi là ai là người đúng, ai là người sai, mình tin ai, tin bên chú Buri hay tin bên Mỹ và NATO quý vị nhé. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình cuộc đảo chính ở Nga cũng như ông thủ lĩnh Warner. Sau khi một cái vụ đảo chính nhanh gọn lẹ chớp nhoáng xảy ra ở Nga thì đùng một cái ông thủ lĩnh Warner đã biến mất trên cộng đồng 24 tiếng đồng hồ. Và vào ngày hôm qua, bất thình lình ông ta xuất hiện và ca bài ca ăn năn, ca bài ca con cá. Ông nói là ông không phải muốn lật đổ chú Buri, ông nói là không phải muốn nhắm vào cái ghế của chú Buri hay là chính quyền Nga hay đất nước Nga, mà mục đích của ông ta làm cái cuộc đảo chính chớp nhoáng nhanh gọn lẹ là để muốn thay thế ông bộ trưởng quốc phòng và ông tổng tham mưu, tại vì hai ông này đã quánh quân của ông ta. Ok, và đúng một cái vào ngày hôm qua thì nhà nước Nga cho biết là vẫn tiếp tục truy tố bắt tội cái ông này, và mọi người không biết ông này đang ở cái vị trí nào. Nhưng cuối cùng thì vào buổi chiều ngày hôm qua, một ngày đẹp trời tại Belarus, theo như ông tổng thống Belarus cho biết là ông ta xác nhận ông thủ lĩnh Warner đã đáp chuyến máy bay đến đất nước Belarus rồi quý vị nhé. Một cái nơi mà có thể nói là tạm an toàn cho ông thủ lĩnh này. Theo như bộ ba tổng thống Belarus, chú Buri và ông này đã có một cái thỏa hiệp với nhau, và ông này phải bỏ xứ ra đi đến Belarus. Hy vọng là ông này được an toàn ở cái nơi này, hy vọng ông này ông hạ cánh an toàn. Tại vì sao? Không biết chú Buri sẽ làm gì, nhưng hy vọng ông này sẽ an toàn ở cái nước này. Rồi cuối cùng thì ông này cũng đã hạ cánh xuống Belarus ngày hôm qua rồi quý vị nha, theo như cái thỏa hiệp rồi. Đó là cái nội dung thứ nhất, hy vọng ông ta vượt ra ngoài tầm truy sát của chú Buri. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai liên quan tới tổng thống Mỹ Joe Biden. Cuối cùng thì vào ngày hôm qua, tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã lần đầu tiên lên tiếng về cái cuộc đảo chính ở trong nước Nga, và tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định cái điều này. Sau đây mời quý vị nghe nhé. Hiện tại bây giờ, theo như cơ quan tình báo của nhà nước Nga, họ đang rầm rộ điều tra coi coi là cái vụ đảo chính này
có liên quan tới Mỹ đứng sau lưng hay không. Tại vì chú Buri đang đổ thừa là Mỹ, NATO, châu Âu đứng sau lưng cái vụ đảo chính này, xúi dục các ông Warner, dân dân và dân dân cụ thể. Nhưng theo như Tổng thống Mỹ Joe Biden nói là cái vụ nổi loạn của Warner ở Nga là hoàn toàn, Mỹ khẳng định hoàn toàn là không có liên quan tới Mỹ và các đồng minh. À, tức là cái vụ này Mỹ biết trước từ lâu nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới Mỹ và châu Âu, không có xúi dục, không có liên quan, không có bỏ tiền ra, giống như lời chú Buri nói là Mỹ đã đứng sau lưng bỏ ra cả tỷ đô la để cho ông này ổng quậy quản dân dân và dân dân. Không có. Cuối cùng thì vào ngày hôm qua, ông Biden cho hay ổng đã chỉ đạo đội ngũ an ninh của mình cập nhật liên tục tình hình ở Nga và chuẩn bị sẵn phương án cho các kịch bản khác nhau. À, tức là nước Nga là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu mà có nổi loạn và lật đổ chính quyền thì cái kho vũ khí của nước Nga sẽ mất kiểm soát và nó rất là nguy hiểm cho loài người chúng ta. Cho nên Mỹ và châu Âu, NATO phải lên sẵn những cái phương án để đề phòng cái kịch bản đó nó xảy ra đó quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ tư, thứ ba. Chuyện gì đang xảy ra vậy quý vị ơi? Trong suốt thời gian vừa qua, sau khi chú Buri khởi động cái cuộc xâm lăng Ukraine thì quân đội NATO đã rải rác khắp bốn phương, bốn nơi ở cái vùng biên giới của nước Nga rầm rộ. Nhưng vào ngày hôm qua lại một lần nữa, quan chức cấp cao của nước Đức thông báo là họ sẽ ồ ạt đưa khoảng 4.000 binh sĩ tới nước thành viên của NATO là Lithuania, một cái quốc gia láng giềng của chú Buri, có cái đường biên giới chung, để bảo vệ cái sườn phía đông của liên minh, để bao vây áp sát đất nước Nga. Ghê cứng quá. Tại vì hiện tại bây giờ hầu như là chung quanh đất nước Nga đều có quân lính của NATO, mấy trăm ngàn quân và hạt nhân và này nọ cái everywhere rồi. Thành ra mình không biết là cái thế giới loài người của chúng ta có đối mặt với chiến tranh lần thứ ba hay không, có đối mặt với cái chiến tranh hạt nhân hay không. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy rồi, chú Buri đã nhiều lần cảnh báo, báo động là đừng có dồn chú vào cái bước đường cùng, chú sẽ xài hạt nhân. À, ghê cẩn quá, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nhưng hiện tại bây giờ thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết là ồ ạt quân đội của nước Đức sẽ đến cái sườn phía đông áp sát vào nước Nga để phòng thủ và để bảo vệ đồng minh quý vị nha. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình cuộc đảo chính ở Nga cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi nên cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like và chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Have a good day. Thank you.